Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của Thành Luân trên YouTube. Và hôm nay là buổi chiều ngày 25 tháng 12 năm 2016. Chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị video clip đang cắm vôi hai chiếc tủ chè bằng gỗ gụ. Và hai chiếc tủ chè này cũng đã có hai khách hàng đăng ký. Một chiếc ở phía gần đây quý vị đang thấy chúng tôi quay đây. Chiếc này là chiếc bẹ đục tứ linh và lèo đục lèo mai điểu. Là chiếc tủ này là của chú Dương, chú ở Lâm Đồng, chú đã ký tên. Và còn một chiếc nữa là chúng tôi đang tháo bẹ tháo cánh tháo nèo ra. Chiếc này là chiếc bẹ đục bát tiên quần thú và nèo đục ba cành. Chiếc tủ này là của bác Vinh, bác ở Thanh Hóa. Bác Vinh thì còn một bộ trường kỷ nữa, chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện phần mộc. Mà sau khi xong mộc chúng tôi sẽ hoàn thiện anh Chi để bàn giao cho bác theo đúng cái ngày, đúng cái lịch mà bác đã đưa ra. Video quý vị đã xem được chúng tôi quay tại xưởng của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và phía này là chúng tôi đang hoàn thiện các cái sản phẩm sập thập điểu quần mai. Chú Dương chú có một chiếc sập thập điểu quần mai và một chiếc tủ chè này. Chiếc chúng tôi đang dựng đây là của bác của anh Long ở thành phố Thanh Hóa. Tổ hợp. Chúng tôi chuẩn bị là tắm vôi để xuống mò. Sau khi xuống mò xong chúng tôi theo anh Chi theo đúng lối cổ truyền mà Thành Luân chúng tôi thường làm cho những khách hàng. Và đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.